Năm 2023, huyện Long Điền được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu tuyển chọn 199 công dân nhập ngũ, gồm 164 công dân nhập ngũ vào các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và 35 công dân thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị thuộc Bộ Công an. Với phương châm tuyển người nào, chắc người đó, công tác phúc tra, rà soát, sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe, hoàn thiện hồ sơ, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ được huyện thực hiện nghiêm túc, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, đúng luật. Kết quả huyện Long Điền đã giao đủ 199 thanh niên cho các đơn vị nhận quân. Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Long Điền, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn năm trước. Trong số 199 thanh niên nhập ngũ có 4 đảng viên. Lễ giao nhận quân được Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện tổ chức trang trọng, nhanh gọn, an toàn tuyệt đối, thực sự là ngày hội tổng quân. Tại hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền đã tặng giấy khen cho 11 tập thể, 20 cá nhân và 5 hộ gia đình tiêu biểu có thành tích trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân